Chiều ngày 8 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đến tặng quà và giấy khen biểu dương em Vũ Văn Hùng, học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh dũng cảm cứu ba em nhỏ thoát đuối nước. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Nội vụ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh. Theo tin từ trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh, vào khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 4, em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, đang chuẩn bị lấy dụng cụ đi vào vườn thì nghe tiếng thất thanh kêu cứu ở phía bờ sông Chu thuộc làng Miềng, xã Phúc Thịnh, đoạn giáp danh với xã Thọ Sương, Thọ Xuân. Cách chỗ em đang làm khoảng 100 mét, ngay lập tức em Hùng đã chạy nhanh về phía có tiếng kêu và lao xuống dưới lòng sông ở độ cao khoảng 10 mét. Đoạn này bờ sông đang bị sạt lở rất nguy hiểm và lần lượt đưa ba bạn nhỏ đang học ở trường Trung học cơ sở Thọ Sương lên bờ an toàn. Do thấm mệt và không biết có còn ai cần phải cứu nữa, em Hùng lên bờ thuộc địa phận xã Thọ Sương. Khoảng một lúc sau, người dân gần đó mới chạy đến và phát hiện còn mất tích hai em nữa và tiếp tục cùng nhau tỏa đi tìm. Đáng tiếc cả hai em đã tử vong, trong đó có một em mãi đến 21 giờ cùng ngày mới tìm được thi thể. Tại trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Văn Đạt đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho em Vũ Văn Hùng cùng phần thưởng 3 triệu đồng. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương tinh thần dũng cảm quên mình cứu bạn của cá nhân em Vũ Văn Hùng và đề nghị tập thể ban giám hiệu và học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh. Ngoài thi đua dạy tốt học tốt, cần có những giờ học ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là các kỹ năng chống đuối nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn. Cũng tại đây, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh, đồng chí Lê Bá Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã, cũng trao giấy khen và phần thưởng cho em Vũ Văn Hùng.